tiết lộ lý do nghệ sĩ diễn viên Lý Hùng trở lại đạo Công giáo. Thành Long mến trong cộng đoàn, như chúng ta cũng biết, vào ngày 22 tháng 1 năm 2022, diễn viên Lý Hùng được dỡ tội và chính thức trở thành con cái Chúa. Nhiều người quan tâm và đặt câu hỏi tại sao anh lại có quyết định tuyệt vời như vậy. Theo tác giả Dung Nguyễn, chia sẻ trên trang mykhoi.net như sau. Nên con Chúa nhờ người mẹ đạo đức. Thập niên 90, chẳng ai không biết Lý Hùng và ngưỡng mộ người tài tử sáng giá, giỏi nghiệp diễn, đặc biệt những vai võ thuật, bởi anh là con nhà nòi, có bố là nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn, võ sư. Các anh chị em cũng là những diễn viên tài năng, đẹp đẽ. Người ta không biết đến mẹ anh mấy vì bà không mang nghiệp diễn, không là người của công chúng, chỉ nghe đâu bà cũng là võ sư. Phải chăng ông bà quen nhau và kết hôn khi trung trường võ? Thỉnh thoảng báo chí truyền thông về bà với những lần thiện nguyện, với khi chồng và các con nhận thưởng tài năng nghề nghiệp. Về một người phụ nữ đẹp người, mạnh mẽ, khéo léo, giỏi làm kinh tế, càng đáng mọi thứ, nuôi dạy 6 người con khôn lớn, trong giai đoạn đất nước khó khăn để có thu nhập cho chồng con, theo đuổi đam mê điện ảnh. Đặc biệt, hôn nhân của ông bà theo phép chuẩn khác đạo, bởi bà là người Công giáo, gốc Bắc di cư năm 54. Bà gìn giữ hôn nhân bền vững mười mấy năm, có lẽ cũng chẳng giản đơn, bởi suốt quãng đời tham gia nghệ thuật danh phận ông lừng lẫy. Tính khí tài tử, lãng mạn, bà đã làm được việc thật hiếm hoi của một gia đình nghệ sĩ, trong khi có nhiều người ly hôn đến lần thứ ba, thứ tư mà vẫn lòng đong, chưa chạm được hạnh phúc đích thực. Gia đình bà êm ấm, âm thầm làm từ thiện rất nhiều, đúng tinh thần Kitô hữu, không khoa trương hay muốn biểu dương thân thế, tiếng tăm. Diễn viên ca sĩ Lý Hùng lãnh nhận bí tích thánh tẩy vào ngày 22 tháng 1 năm 2022 tại nhà thờ Ba Chuông, Phú Nhuận, Sài Gòn. Bí tích được lãnh nhận trong thánh lễ do linh mục Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP chủ sự. Ánh sáng hòa vào ánh sáng. Cách đây mấy năm, khi tuổi cao sức yếu, thật hồng phúc, đạo diễn Lý Huỳnh, bố ca sĩ Lý Hùng đã chịu bí tích thánh tẩy, trở nên con Chúa, để rồi ít lâu sau, ông được Chúa gọi về với Ngài trong hân hoan và đầy ân sủng. Mới đây, Lý Hùng cũng được rửa tội, gia nhập cộng đoàn tín hữu. Đây là công trạng của người mẹ mẫu mực, sống đạo đức, hướng dẫn con tìm hiểu và nhận ra ánh sáng đức tin để một ngày quyết tâm trở nên con Chúa. Người ta nói phúc đức tại mẫu quả không sai nơi gia đình đạo diễn Lý Huỳnh. Mẹ diễn viên Lý Hùng là người công giáo tốt lành, người vợ đảm đang, đạo đức, thiện tâm, biết gìn giữ gia phong, dìu dắt chồng con hướng về Chúa theo đức tin của mình. Bà đã hoàn thành một phần sứ mạng truyền giáo khi sống, biểu lộ đức tin để người chung quanh nhận biết Chúa. Đây là việc không đơn giản và không phải ai sống cuộc hôn nhân chuẩn đạo khác cũng thực hiện được. Chúng ta nhìn thấy nét vui tươi, rạng rỡ trên khuôn mặt phúc hậu của người mẹ, anh Tân Tòng. Cuộc đời bà đâu thiếu những hạnh phúc, vinh quang, vui vẻ mà chồng con từng mang về tặng. Nhưng có lẽ món quà giá trị, mãn nguyện và hân hoan nhất của bà là chứng kiến người thân cảm mến đức tin và nên con Chúa. Chúng ta chúc mừng và hòa chung niềm vui với gia đình họ. Xin Chúa chúc lành và ban nhiều hồng phúc cho những ai làm mọi sự vinh danh Chúa và khát khao mưu ích cho linh hồn con người. Thật là một câu chuyện tuyệt vời và là gương sáng cho các gia đình công giáo khác noi theo. Xin Chúa chúc lành và ban bình an tới bà và gia đình.